Quỳnh Thi, cô nàng đi đâu trước trend Make You Look, Hot Girl Gen Z cưa đổ cư dân mạng từ cái nhìn đầu tiên. Biết rằng chiếc trend Make You Look vẫn đang làm mưa làm gió tại Việt Nam, trong đó Quỳnh Thi là cái tên được chú ý nhất vì chiếc video đu trend đứng đầu toàn cầu. Lúc này, rất nhiều người tò mò về thông tin tiểu sử của cô nàng tài năng này. Được biết, cô tên thật là Nguyễn Thiên Quỳnh Thi, sinh năm 1998, là hot girl thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Cô là một beauty blogger, sở hữu các kênh mạng xã hội với lượng follow lớn, YouTube có hơn 4.000 subscriber, Facebook có 89.000 người theo dõi và TikTok là 1,2 triệu follow. Trên kênh của mình, cô thường chia sẻ các tips giữ gìn ngoại hình chuẩn mà không cần ăn kiêng, hay các mẹo để trang điểm, cách make up theo nhiều phong cách khác nhau. Với gương mặt xinh, nụ cười tỏa nắng, tài năng make up tạo dáng chụp ảnh, kết hợp cùng lối nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương, Quỳnh Thi đã nhận về lượng fan hùng hậu cho mình. Trên TikTok, cô thường đăng các video biến hình và Make You Look là sản phẩm nhận được sự chú ý lớn nhất cả ở trong và ngoài nước. Theo chia sẻ, cô đã mất đến hơn 10 tiếng để làm ra sản phẩm chỉ vòn vẹn 26 giây này và cái kết thì nức lòng người xem. Vẻ xinh đẹp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cá tính này đã khiến anh em đủ đối đường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hy vọng Quỳnh Thi sẽ luôn giữ được nhiệt của mình cho anh em chiêm ngưỡng thêm nhiều make up look đặc sắc của chị nữa nhé. Các bạn nghĩ sao về cô nàng Quỳnh Thi này? Các mình ngay trên TV Trang biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trang. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.